cháy chùa Phổ Quang ở Phú Thọ, chưa thống kê được thiệt hại. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa dập tắt đám cháy ở chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Đây là ngôi chùa có bệ đá hoa sen được công nhận là di tích, là di sản văn hóa mẫu vật quốc gia. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với công an huyện Lâm Thao phòng chữa cháy tổ chức dập lửa. Sau khoảng 1 giờ thì ngọn lửa đã được dập tắt, hiện giờ chưa thống kê được thiệt hại. Chùa Phổ Quang, chùa hay gọi là chùa Xuân Lũng, được xây dựng vào khoảng đầu thời nhà Trần, trải qua nhiều lần tu sửa, là tu sửa lớn nhất vào cuối thế kỷ thứ 17 năm 1629. Chùa Xuân Lũng được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1980. Mặt bằng tổng thể kiến trúc của chùa Xuân Lũng bao gồm tam quan, gác chuông, nhà bia, tòa tam bảo. Tòa tam bảo kiến trúc kiểu chữ công gồm bái đường, thiêu hương và chính điện. Bộ khung kết cấu gỗ với các bộ vì nóc làm theo kiểu thượng giá chiên, trồng vườn, hạ kẻ. Chùa Xuân Lũng hiện lưu giữ hơn 30 pho tượng chất liệu gỗ và thổ được bày trí trên bệ xây. Chùa Xuân Lũng hiện còn lưu giữ bệ đá hoa sen, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lý Trần với niên đại tạo tác Xương Phù Thập Niên, tức là Xương Phù năm thứ 10 năm 1388 của triều vua Trần Thế Đế. Cháy chùa Phổ Quang ở Phú Thọ, chưa thống kê được thiệt hại. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa dập tắt đám cháy ở chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Đây là ngôi chùa có bệ đá hoa sen được công nhận là di tích, là di sản văn hóa mẫu vật quốc gia. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với công an huyện Lâm Thao phòng chữa cháy tổ chức dập lửa. Sau khoảng 1 giờ thì ngọn lửa đã được dập tắt, hiện giờ chưa thống kê được thiệt hại. Chùa Phổ Quang, chùa hay gọi là chùa Xuân Lũng, được xây dựng vào khoảng đầu thời nhà Trần, trải qua nhiều lần tu sửa, lần tu sửa lớn nhất vào cuối thế kỷ thứ 17 năm 1629.